Tôi thì năm nay tôi được 75 tuổi. Bây giờ là tôi chuẩn bị quần áo xong hết rồi, có bốn cái hoa ly đồ này thôi đó, có bốn cái này thôi thì tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì chỉ cần là có cái anh nào đó là nhà cửa thì có đủ, có điều kiện, anh làm lương tháng thì 40-50 triệu gì vậy, một tháng thôi. 11 Tôi thích cái cụ già này dữ luôn rồi đó mọi người ơi, phải vậy mới được chứ. Trời ơi, dứt khoát phải như vậy. Một cái sự tự tin mà mình thấy đó là cao độ phải không mọi người? 75 tuổi rồi mà tự tin cỡ đó thì lớp con cháu của tụi con đó là không có bằng rồi. Tuổi trẻ của chúng ta đó là phải bắt chước, phải tự tin được đến như vậy đó thì mới chấp nhận được. 75 tuổi nha mà cần tuyển chồng đó, có xe có nhà cao cửa rộng hay là chung cư cũng được. cần anh nào có nhà cửa có điều kiện, lương tháng đó là 40-50 triệu là ok rồi đúng không bà? Trời ơi thật sự đó, mình nằm mơ là mình phải mơ cho tới như vậy hen bác ha, mình mơ là bắt buộc mình phải mơ cho tới bến như vậy chứ, mà mình mơ nửa chừng nó uổng lắm. Đúng rồi, bây giờ đó là phải là mơ cái người mà có nhà có cửa, mà chung cư cũng được nha mọi người. Thì muốn đến với tôi thì nuôi tôi nổi á, thì đến với tôi thì tôi sẽ gom quần áo là theo anh luôn. Tôi thì nghề nghiệp của tôi thì không có làm cái quần què gì hết, là tôi ở nhà ở không thôi. Già cả rồi đâu có làm cái gì được đâu, đâu có làm gì ra tiền. Nói chung là anh nào mà có dư giả điều kiện có tiền thì Việt kiều cũng càng tốt nha. Việt kiều là tôi thích hơn, cái Việt Nam mà tôi không muốn lấy, để tôi lấy Việt kiều nước ngoài để sau này cho con cháu tôi nó nhờ, chứ tôi ở Việt Nam thì sợ con cháu tôi nó không có nhờ được á. Có anh nào Việt kiều ở nước ngoài thì lấy tôi thì càng tốt. Việt kiều cũng càng tốt nha mọi người. Trời ơi là trời. Việt kiều mà tôi thích hơn, cái Việt Nam mà tôi không muốn lấy, để tôi lấy Việt kiều. Việt kiều tôi thích hơn chứ Việt Nam tôi không muốn lấy mọi người. Thấy không? 75 rồi mà còn một cái sự chọn lựa hết sức là xuất sắc luôn á. Việt kiều thì tốt hơn chứ Việt Nam là tôi không muốn lấy nha. Lý do tại sao nghe nè, nghe lý do nè. Nước ngoài để sau này cho con cháu tôi nó nhờ, chứ tôi ở Việt Nam thì sợ con cháu tôi nó không có nhờ được á. Muốn lấy chồng nước ngoài để cho sau này con cháu tôi nó nhờ, chứ nếu như mà lấy chồng Việt Nam á thì con cháu nó không có nhờ được, nó không có tiếc. Có anh nào Việt kiều ở nước ngoài thì lấy tôi thì càng tốt. Vui không mọi người? Muốn đến với tôi thì nuôi tôi nổi á, thì đến với tôi thì tôi sẽ gom quần áo là theo anh luôn. Muốn đến với tôi đó là nuôi tôi nổi đó, thì đến với tôi nha, tôi sẽ gom quần áo là đi theo anh luôn. Tôi có tới bốn cái vali. Trời ơi bác ơi, thì các bác già rồi mà bác có quần áo tới bốn cái vali là xuất sắc luôn đó, xuất sắc luôn, quá trời luôn á. Chuẩn bị sẵn rồi bốn cái vali nha mọi người. Thấy vui không mọi người? Cụ bà mà tự tin như vậy đó, phải tự tin như vậy đó mới được. Phụ nữ là phải tự tin đúng không? Cụ bà 75 như vậy mà còn tự tin cỡ đó thì những người khác mà không tự tin đó thì mình thấy hơi đáng tiếc đúng không?
cái clip này thật thật sự ra đó là mình không biết là cái clip này là bà chỉ có đóng chơi cho vui thôi, để chế giễu những người phụ nữ mà lên trên kênh YouTube để tuyển chồng á, mà nói là tôi đã chuẩn bị sẵn vali rồi, hoặc là ai muốn đến với tôi thì đến liền đi. Thì mình không biết là cái clip này là thật sự cái clip đó là cụ bà đi tuyển chồng, hay là bà chỉ đóng giả như vậy để cho mọi người cười chơi thôi. Nhưng mà dù cho cái clip thiệt hay là cái clip mà bà đóng giả thì cũng là một cái để phản ánh cái xã hội của chúng ta hiện tại bây giờ không lượng sức mình, đúng không? Tại vì có rất là nhiều bà đó 65 rồi, 60 rồi mà lên nói đó là tôi muốn tuyển chồng Việt Kiều thôi à, tại vì Việt Nam đó con cháu tôi nó không có thích. Tôi muốn tuyển chồng Việt Kiều để sau này đó tôi bảo lãnh con cháu tôi cho nó được nhờ. Trời ơi các cụ ơi, các chị ơi, các bác ơi, các mẹ ơi, tôi nói thiệt nè, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, ai cũng có quyền mơ tưởng. Nhưng mà khi mình đi tuyển chồng đó thì mình nên mơ tưởng một cái gì đó, mình lên nên đưa ra một cái điều kiện mà có thể chấp nhận được nha. Cái điều kiện để mình, nếu như mình thật lòng mình muốn tuyển chồng thật sự thì mình nên đưa ra cái điều kiện để cho nó thực tế nha. Mình nên đưa ra cái điều kiện thực tế, cái mơ ước thực tế của mình để cho các cụ thấy mình, người ta còn chọn mình, đúng không? Chứ gì đâu mà có nhiều chị lên, trời ơi, mình thì xấu muốn chết luôn, dưới 1m5 mà muốn tìm cái người chồng đó đẹp trai mà phải tập gym 6 múi. Trời ơi, ai mà không mơ ước mình có ông chồng tập gym 6 múi. Nhưng mà mình phải nhìn lại mình, phải như mình đẹp như Ngọc Trinh á, thì mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ phải cần được cái đó. Còn trong khi mình đã xấu rồi mà mình không có công ăn việc làm nữa, không có được một cái gì trong tay nữa, mà mình lại đòi hỏi quá đáng, thì mình lên cái chương trình mà mình đòi hỏi quá đáng vậy đó, cho dù đó là giờ không có ai cười chê mình cũng vậy đi, có cái ông nào mà ổng đáp ứng được cái nhu cầu của mình hay không, có ông nào mà sẽ gọi điện thoại để chọn mình hay không. Phải như mình đẹp thì không nói, mình xấu, mình nghèo thì mình nên chọn những người ở cần gần gần cái tầm của mình thôi. Chứ mình chọn lựa mà nó nhiều quá sức của mình thì cái thứ nhất là mình không chọn được, cái thứ hai đó là nó phi lý, người ta chê cười. Chứ không ai mà ta thấy mấy chị vậy mà ok hết trơn á. Có người đó thì mới có 30 à, chọn ông chồng 60 để làm gì, có chị 50 chọn chồng 70 để làm gì. Nếu như mình cần một người mà hữu hỷ với mình, lo cho mình thuốc men sau này, thì dĩ nhiên cái người đó phải cỡ tuổi mình, hiểu không? Chứ các chị 50 mà các chị chọn cái ông 70, đúng chưa? Thì các chị 60 là ổng 80, 80 là có thể chết bất cứ lúc nào rồi. Rồi các chị nghĩ là các chị lấy cái ông chồng mà mấy ổng chết trước như vậy, bây giờ các chị đã không có nơi nương tựa, các chị mới tìm đến một người có nơi nương tựa. Đó là cái thứ nhất. Người thứ hai nữa là để có thể chăm sóc lẫn nhau, mà các chị lấy cái ông mà lớn hơn mình quá nhiều thì ổng đi quá sớm, đúng chưa? Mấy chị mới có 60, mấy ổng đã đi rồi. Thì bây giờ cái tuổi đó 70, 80, 90 của mấy chị, 30 năm kế tiếp, các chị làm sao để lấy? Các chị làm sao để tìm lại được một ông khác? Các chị nói cho tôi nghe đi. Rồi thêm cái nữa nè,
những cái ông già đó đó, mấy ổng mất rồi đó, thì những đứa con của họ đó, họ cũng đuổi các chị ra khỏi nhà, chứ nó cũng không cho các chị sống chung với họ đâu. Đó. Rồi còn thêm cái nữa đó, là mình cần là cần nhất ở tuổi già. Mà mình lấy cái ông đó, ông già quá, ông chết trước 20-30 năm như vậy. Rồi 20-30 năm đó, mình làm sao mình sống? Mình làm sao để mà mình tìm được một người khác nữa? Đúng không? Bây giờ các chị ở tuổi 50 mà các chị tìm còn khó khăn, các chị phải nhờ chương trình rồi. Sau này các chị 60-70, cái ông đó ông chết rồi, các chị sống 10 năm, 20 năm cuối đời bơ vơ, không có tiền, không có chồng. Nó đúng hay không? Còn thêm đó là đòi là Việt Kiều rồi này kia nữa. Trời ơi, các chị già muốn chết luôn rồi, các chị lấy chồng Việt Kiều làm chi nữa? Đã có cháu, có chắc, có con, có đủ thứ hết trơn rồi. Mình đi lấy chồng Việt Kiều đó, mình phải đi xa gia đình, xa con, xa cháu, đúng không? Rồi đi qua bên Mỹ đó, đâu có phải là những cái ông mà cỡ tuổi mình mà người ta lấy mình đâu. Mấy ông Việt Kiều đó, mấy ông có tiền, thì mấy ông á, 60, mấy ông về Việt Nam, mấy ông lấy cô nào đó khoảng chừng 35-40. Chứ mấy ông đâu có lấy mấy cái bà mà 50-60. Thì các chị nghĩ rồi, các chị lấy cái ông Việt Kiều 70-80 hả? Lấy đặng đi qua đây, đặng hầu hạ nó rồi tới lúc nó chết rồi, rồi con cái nó đạp đầu mình hả? Bởi vậy không có biết là mình suy nghĩ gì mà lên đây tuyển cái kiểu vậy đó, nó kỳ dễ sợ luôn rồi. Cái đó mà là những cái mà chúng tôi cười chê, chúng tôi nói để cho có được mà cái tiếng nói lên để cho các chị hiểu và các chị sửa thôi. Chứ hả, một số người lên nói, ủa sao mày nhiều chuyện quá vậy, chuyện người ta đâu có tuyển cha tuyển ông nội mày đâu. Trời, có cái chị kia chị hổn dễ sợ luôn á mọi người. Lên á mà mình bình luận vậy đó, cái chị lên chị làm cái clip á, chị chửi, chị nói hả, tao đi tuyển chồng chứ tao đâu có đi tuyển cha tuyển ông nội tụi bay đâu, mà tụi bay lên tiếng. Trời ơi trời, sống trong cái xã hội là một cái cộng đồng, đúng không, là một cái xã hội thống nhất. Mình làm cái gì sai thì người ta đó là có quyền bình luận, người ta có quyền phê phán. Chính vì những người lên tiếng nói giống như bọn tôi nè, thì mới có cái để cho các chị nghe, các anh nghe, để có cái để các anh hiểu được là mình làm sai cái gì, để các chị các anh sửa. Chứ nếu như không ai lên tiếng, không ai giống như bọn tôi lên tiếng, thì các chị các anh nghĩ là các chị các anh làm đúng, các chị các anh đâu có biết là mình làm sai, đúng không nè. Giống như cái clip mình đưa Ngọc Trinh chạy xe lên vậy, thì có rất nhiều người đó, mình nói thiệt nha, những người đó tôi không biết đầu óc họ nghĩ như thế nào, mà họ lên đó, họ nói như thế này nè mọi người. Nó đua xe, nó chạy xe bạc mạng như vậy, nó chết bản thân của nó, mắc mớ gì tới tụi bay mà tụi bay lên tiếng. Trời ơi, tôi nói cho các anh chị nghe nè, là con người mà sao có cái suy nghĩ ngu như vậy. Những đứa đó, những đứa nó chơi xe, nó đua xe, nó chạy xe lạng lách, nó gây ảnh hưởng tới người khác. Nếu như nó té, nó chết thì đâu có ai quan tâm. Nhưng mà nó té đó, nó chết mà nó kéo theo rất là nhiều người khác chết chung với nó, đúng không mọi người? Khi nó chạy xe nó lạng lách ở ngoài đường như vậy thì đã bao nhiêu trăm người, đã bao nhiêu ngàn người đã bị bọn nó đó làm đụng xe và chết tại chỗ rồi, đúng không? Nếu như bọn nó chạy xe lạng lách mà bọn nó tự chết thì ai nói gì, mà nó gây ảnh hưởng tới người khác chết nữa. Những người lên nói đó là nó chạy thì nó tự chịu. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, nếu như một ngày nào đó mà gia đình của anh chị nha, anh chị mà đi lên mà nói như vậy đó, rồi bị những cái đứa mà nó lạng lách xe đó, nó làm cho các anh chị đã đụng nó,
rồi nó không chết mà gia đình anh chị chết hết. Thử coi là anh chị có cảm thấy ức hay không. Trời đất ơi, mình sống ở trong cái xã hội mà mình chỉ biết mình thôi à. Nói một câu vậy mình, các chị thấy nó ngu không các chị? Nói một câu là ơ con Ngọc Trinh nó chạy xe như vậy, hoặc là mấy đứa nó lạng lách xe như vậy, nó tự té, nó tự chết, mắc mớ gì tới mày. Trời đất ơi, bao nhiêu đứa lạng lách gây ra cái tai nạn cho người khác rồi, phải không các anh chị? Mà một ngày nào đó nó gây tai nạn tới chính gia đình của các anh chị đi, thì các anh chị mới thấy được là nó làm như vậy, nó đã ảnh hưởng tới cái xã hội như thế nào. Mình là người sống trong cái xã hội này, mình là một quần thể thống nhất nha. Những cái việc làm của người khác sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi lên và chúng tôi nói, để có cái để mà mọi người thấy là ừ, nhiều người phản biện càng nhiều, thì những người mà có chức có quyền bên Việt Nam mới vào cuộc. Nếu như không ai phản biện thì chưa chắc gì con Ngọc Trinh nó bị bắt, đúng không mọi người? Phải có những người phản biện như chúng tôi thì mới có được mà cái tiếng nói góp lại, để cho những ông lớn bà lớn bên đó nhìn thấy được là họ sai trái như thế nào thì mới vào cuộc, đúng không nè? Bởi vậy tôi không biết là mọi người nghĩ gì mà tại sao lại có những cái câu bình luận nó quá là thiếu suy nghĩ. Mình không biết là mọi người có đầu óc hay không mà lại làm như vậy, mình cũng không biết nữa nha. Một lần nữa anh chị xin nhắc lại, ngân hàng của anh chị cho mượn tiền mua nhà ở Mỹ không cần chứng minh giấy khai thuế. Nếu như anh chị nào muốn mua nhà hay là refinance căn nhà của mình, hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462.